gấp gáp lên kế hoạch chụp hình cưới cho các cặp đôi, thu xếp thời gian chụp hình cưới, chọn thời gian chụp ảnh cưới phù hợp cần dựa vào ngày cưới, thời tiết, điểm chụp hình, sắp xếp công việc và có sự thống nhất của cô dâu và chú rể. Chọn gói chụp ảnh cưới hợp lý. Tùy theo nhu cầu, điều kiện kinh tế, các bạn nên đi tham khảo giá tại một số các ảnh viện. Vào mùa cao điểm, các studio thường có các chương trình khuyến mãi với nhiều ưu đãi sẽ tiết kiệm được cho cô dâu chú rể một khoản kha khá. Chuẩn bị tinh thần và sức khỏe. Việc chụp ảnh cưới mất kha khá thời gian. Với những đôi chụp ảnh cưới ngoại cảnh, sẽ cần chuẩn bị thể lực thật tốt cho việc di chuyển, tạo dáng trong cả buổi chụp hình.